khi bà con sử dụng một máy phun thuốc động cơ xăng thì nguyên liệu xăng sẽ làm tốn chi phí của mình theo mỗi lần sử dụng. Và khi sử dụng máy phun thuốc động cơ theo thời gian dài thì những hỏng hóc, sự cố sẽ rất là tốn tiền chi phí của bà con. Và đặc biệt là khi máy sử dụng lâu thì rất là khó nổ. Nhiều khi mình mang ra vườn và giật nổ đến khi mà máy có thể nổ được thì có khi mất cả nửa buổi sáng, thậm chí là không nổ được và mình phải mang máy về để sửa chữa, vận hành, sau đó quay trở lại thì nó rất là mất thời gian và bất tiện cho mình. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến bà con về dòng bình xịt điện để phun xịt thuốc nhưng áp lực mạnh ngang với lại máy phun thuốc. Đó là sự kết hợp hoàn hảo nhờ súng phun xương cao áp Takeo TK3X, và đặc biệt dòng này có thể gắn được với tất cả các loại bình xịt điện có mặt trên thị trường hiện nay. Và bà con có thể xem thực tế là khi chúng ta nắp súng phun xương thì xương ra rất là mịn, đều và độ khuếch tán lớn, áp lực cao, nhưng mà dạng xương sẽ không gây táp hoa hay là rách ná. Điều đặc biệt là chúng ta sử dụng súng phun xương cho bình xịt điện thì hầu như sự hỏng hóc bằng không và không bị tốn chi phí nguyên liệu. Mỗi lần chúng ta xài, khi hết chúng ta chỉ việc cắm điện sạc, sau đó chúng ta mang ra sử dụng. Sử dụng cực kỳ đơn giản và không hỏng hóc. Tất cả mọi người từ già trẻ, phụ nữ và trẻ em đều có thể sử dụng được, không hề khó như sử dụng động cơ xăng. Đây là một sản phẩm cực kỳ tiên tiến đã ra đời nhằm phục vụ cho quý bà con.